Hi, xin chào bà cô chú và các bạn đã đến Thanh Điền nhà quê nha. Hôm nay mình sẽ bằng cá rô nấu canh nha cả nhà. Cá rô nấu canh mướp với cải ngọt. Mướp để vô cho thơm cả nhà ơi. Cá nhỏ thì mình kho nha cả nhà. Rồi mình ướp gia vị cho nó thấm để mình chuẩn bị mình kho. Bột ngọt với đường. Và nước mắm. Nước sôi mình bỏ cá nha cả nhà. Bỏ mướp vô luôn nha cả nhà. Cá nó cũng mau chín lắm. Rồi mình bỏ rau vô nữa. Mình nhấn nhấn xuống cho nó chìm dưới nước rồi mình đậy nắp lại. Nó sôi nha cả nhà. Bỏ hành vô nêm mới thơm. Rồi mình nhắc xuống nữa nha. Rồi tới giờ mình kho cá cả nhà ơi. Gắt tiêu vô cho nó ngon nha cả nhà. Sau mấy ngày mưa thì cây ngò gai của mình nó quá trời tốt nè cả nhà. Nó ớt của mình nó lên cao nè. Còn bụi xả của mình nó bén đất rồi nè cả nhà. Đó, nó xanh tốt nè, nó ra lá dài hết nè. Mình bỏ hành nữa là xong nha cả nhà. Quá là đầu bếp chuyên nghiệp quá trời, gưới được. Bây giờ cơm đã xong rồi nha cả nhà. Đó, canh. Đây là chảo cá kho huyền thoại của chồng mình đó cả nhà. Có thêm một dĩa đào nữa. Quá trời hấp dẫn luôn. Hôm nay vợ chồng mình cũng làm cơm xong rồi, mời ông bà cô chú và thưởng thức với hai chồng mình nha. Xin chào cả nhà, ông bà cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay hai chồng mình ăn cơm xong rồi, bây giờ hai chồng mình cùng ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Cá rô này con nào nấy to to không anh? Rắn cuộc bọng. Rắn ngủ em theo quay em ăn món tươi. Sao lại nói lạnh thì là ăn ngủ mà kêu quay lại. Sáng đổ đâu thì một bao cá. Cá chốt còn tầm cá rô dưới ốc. Ăn hết nhiều mắt. Này, cá rô rồng nữa, biết nấu luôn nè. Nửa cái chén. Con này nó bự dữ nè. Cá rồng hơn con cá lóc. Cái này nó ú quá anh ha. Bảy nhà cá rô nè. Có phút đuôi rồi mà nhiều. Mời cả nhà cùng ăn cá kho mình nha. Trời mà từ lộn quá trời luôn. Nghe tiếng là dễ tán rồi đó. Nó la nhưng nó vợ. Canh không dám gấp mướp luôn mà không dính như vậy. Mướp bỏ vô ăn thơm. Không phải, nó nóng lắm. Nóng mới đã. Cá rô đồng nó canh cải với mướp. Ngọt lắm không? Cẩn thận nha, chua lắm á. Hết sảy luôn.
Có gỗ phân nè, có gỗ rụng. Cái gô này không sớm từ 5 kg 4 kg, cái gô có bầu cũng ngon mà. Thế mình lựa cái bự bự từ 4-5 kg. Cái gô phi, gô phi nhóc luôn. Thế ăn bữa cơm này tốn nhiêu tiền? Tốn 5.000 đồng cải. Gì nữa? 20.000 đào. 20.000 đào đúng rồi. Dĩa đào này có 20.000 đúng không bà? Dĩa đào đẹp đẽ thì là ngon thì là cả nhà. Có 20.000 thôi đó. Được 2, 4, 6 trái anh. Em tính làm tài thiên hả? Ở trên đó em coi tivi rồi em thấy cái đào chính nào nó bị bụi nè cả nhà, sao mà em mua được toàn là trái gì không đó. Lần đầu tiên mới ăn nha cả nhà, không biết ngon dở cho nên mua thử ăn mấy trái. À, trái bự đó nó bên Trung Quốc, trái Việt Nam làm gì có. Em nghe nói là bên ở Sapa ở Việt Nam mình cũng có đó chứ. Nói mấy cái nhỏ đó. Các bạn nữa. Hỏi kỳ nào lâu lắm mà. Cậu hai con của bà Năm á đi Sapa chơi về mua cái trái đào. Nó bự như vậy rồi. Nó hồng hồng, trắng trắng. Không ngọt. Nóng ngon quá. Nhà có hai vợ chồng mà, người thích ăn nguội, người thích ăn nóng. Nhìn bếp đi. Cũng được quá ha. Hồi em không ăn nữa. Còn này, còn chén. Hồi nãy em uống nước giờ nồi dữ lắm rồi. Còn chén này đi. Anh nhường chanh á. Ăn cho mập. Ăn cho mập. Mập gì chứ cũng ăn ít xẻo. Chứ có ăn nhiều đâu. Có chừng ăn, anh ăn còn ít nem nữa đó. Ăn cho nó hết cả nhà ơi. Chuyển qua ăn đúng rồi nè. Cá kho ngon lắm à. Hết sảy luôn. Cái cá nhỏ hút xuống gì ha. Cá gô nè.
hàng rồi nó còn trồng nha. Sao bữa nay mà em để đồng ha? Rất đẹp. Con cá mình bằng mà để đầu á, mình cá đẹp không? Cái gô nấu canh ăn nó béo luôn nha, nó thơm cái mùi như lá dứa vậy. Ngọt mà béo mà thơm. Hôm nay toàn là món tủ của anh không ha. Cái gô này mà đánh em mà ngồi ha. Anh đang chém ớt phải không? Em đốt cái bếp than ha, nướng còn nào ăn con đó ra, lột ra cái chấm ớt luôn, ăn luôn hết sảy luôn. Em làm cái lò than xong rồi cái để cái dĩ lên cái lô đập đầu để lên nướng nướng xong rồi lột dài ra chấm quớt ăn liền cũng ngon. Người miền Tây mình đơn giản ha, cái món này như là cao lương miễn gì đó. Ngon hơn em nấu canh thiệt á, ngọt mà thơm luôn. Ngon cái cua đồng xong mà ăn nó thơm mùi lá dứa. Nào vậy mà cũng đâu có để ý cái gì hết đâu. Cái đầu đá quá. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái đào luôn cả nhà. Ăn chắc cũng giống cái mặn vậy. Nó không có mùi. Nó không có mùi hết á. Cắn thử miếng cả nhà. Ủa? Nó cứng gì à? Nó cứng kìa. Nó giòn không nữa nè. Nó có vị chua nhẹ. Nó ngọt. Ngon quá. Này ngon. Nó có là táo không ta? Nhấm nhấm gì táo rồi. Ngon không? Ăn cũng được. Nó đã. Em tưởng nó đỏ rồi nó chín rồi chứ. Nó giòn phú à. Ăn thử nè. Cái nhỏ. Thịt màu vàng đó nha. Hai chồng mình quê quá. Nó nói giòn nữa. Cơm có món tráng miệng mà. Nói chung là này hai chồng mình ăn cho biết thôi cả nhà, còn thích là hai chồng mình không thích nha. Ăn cũng giống như trái táo mình có gì hết hả? Nó không có mùi đào luôn á, kỳ vậy. Mà người ta nói trái là trái đào, có phải là trái đào không cả nhà? Okay. Nghe nó không có mùi đào chứ cả nhà ơi. Rồi video mình tới đây là kết thúc rồi nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Rồi cả nhà. Bye bà cô chú và các bạn. Bye bye cả nhà nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh hai chồng mình nha. Bye bye. Nó cháy nha, nó đỏ ửng đẹp đẽ vậy nè. Không bằng cái chôm chôm qua. Không, nếu nó thích lại không thích. Không được. Nhưng mà nếu có dịp nữa ai cho ăn nghe chứ không mua nữa ạ. À. Cái này kêu mua là không mua nữa.